Xin chào cả nhà, em lên sóng của cả nhà con rửa bát Panasonic TL9. Một con máy theo như em nhìn trực tiếp và đánh giá thì nó đẹp xuất sắc các bác nhé. Hàng thuộc xếp vào dòng hiếm đấy. Mặt mũi nguyên zin, lưng tôn thành bách tất vào nguyên hết. Trước khi giới thiệu chi tiết thì tôi quay qua cái số điện thoại địa chỉ của em nhé. Ở con này như các bác nhìn mặt Mika bên em về chỉ có lau cana thôi. Đẹp nguyên zin luôn. Từ các cái phần nhựa viền này, đấy, nóc này, lưng tôn rất là phẳng, nguyên zin hết, phẳng, không con này không tỉa gì luôn. Trông như hàng đồ giá các bác, đẹp, hiếm luôn, về phần vỏ hiếm luôn. Đời lại 2017 các bác nhá, cao. CD máy 0166 TL9, phải nói xuất sắc luôn về phần vỏ luôn. Mika mặt mũi đẹp, hàng điều khiển trong suốt đẹp luôn. Để nước nóng 80 độ, Econavi hẹn giờ, thời gian sấy 30 phút. Đấy. Nội thất, các thứ găng chỉ. Nói chung là rất là mới các bác nhá, một con máy không có gì để chê cả. Con máy ok luôn. Trước này bán 5 triệu 6, mã số 11. Bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác có nhu cầu, các bác ủng hộ bên em nhé. Và số điện thoại đây. Biến áp bên em bán loại tốt là 500.000, phí vận chuyển 150.000 toàn quốc. Thứ mua bán thì bên em có yêu cầu đặt cọc trước 500 ạ. Chào các bạn.